tra hàng. Thì cái đấy là cái cả cái này cũng tùy nữa, tùy tùy khu vực nữa, tùy khu vực nữa. Không mà à, tùy khu vực shipper sẽ cho kiểm hàng và không cho kiểm hàng. Nếu như mà anh cứ tự tin mua đi, nếu như có bất kỳ vấn đề gì thì anh nhắn tin cho TikTok shop của shop hoặc là cho em để cho bọn em hỗ trợ anh nha. Yên tâm nha mọi người ơi. Mọi người không không sợ là bị lừa đảo hay gì đâu. Đây. Đây là vòng vòng tay nha. Vòng tay này. Xinh lắm. Nó có một viên đá lấp la lấp lánh ở đây nữa. Đây, viên đá lấp la lấp lánh này. Và đây là vòng cổ. Vòng cổ đây. Em chuyển khoản trước cũng được không? Không, không được. Không được Huyền Trân ơi. Không được. Những đơn nào mà qua TikTok là à, mọi người phải đặt qua TikTok. Ừ, mọi người phải đặt qua TikTok. I love TikTok, I love TikTok. Nình khiếp. Xem sát mặt đi. Ở đây để mình tháo ra. Mình tháo ra nha. Cái dây này nó hơi mỏng một chút xíu nha mọi người. Hơi mỏng. Đeo nó sẽ thanh thoát. Nó sẽ điều đà thục nữ rất là Âu Mỹ châu Âu và rất là Nam Phi. Đây. Ô. Đây cái mặt đây này. À, con trai mua được không ta? Không. Con trai mua xong rồi tháo cái. Con trai mua tặng to cái này. Tặng cho chị em 20 tháng 10 chứ. Con trai mua phải tặng phải to chứ. Có tặng không? Cái này là con trai phải mua đây. Chứ. Chị. Hả? Cái này là con trai phải mua. Phải mua à? Cái này là quà 20 tháng 10 mà chả lẽ con gái lại đi mua cho con gái. Đúng rồi. Ừ ha. Còn là có thể là mua cho mẹ, cho bà, cho cô, cho cái cái này mọi người có thể mua tặng mà con trai. Ồ cái này hôm nay bà là con trai phải mua chứ. Con trai mua để mà tặng con gái chứ. Đây này, vòng cổ đây. Vòng tay đây. Trời ơi nó rẻ quá trời. Trời ơi nó quá rẻ luôn đó trời. Đây. Để không mọi người xem hộp đây. Hộp sẽ bỏ trong hai loại hộp. Hai loại hộp, hai loại màu nha. Màu be và màu đỏ. Đây. Có bán lắc rời không? Có đó, à? Trong, chỉ vào trong giỏ hàng ấy ạ. À. Đây, đây là vòng tay này. Đây là vòng cổ bên này này. Xinh không? Nhẫn đôi mình đặt riêng nhẫn nam, nhẫn nữ được không em? Có cái phần phân loại. Có phần phân loại á. Phần phân loại một là cho nam, hai là cho nữ hoặc là đôi. Đây. Ừ đúng rồi, từ mình mua tặng mình cũng được chứ đâu nhất thiết phải chờ con trai mua để tặng đâu trời. Thế à? Ừ, mình thích thì mình mua thôi. Cái này là lúc nào lái sóng nào? Ừ. Em chọn màu gì ấy? Em... Đấy, 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 bắt đầu đấy. Em chọn xong bị nghi ngờ đấy. Bắt đầu rồi đấy. Bắt đầu là một đứa sẽ chọn một cái để đi về tặng cho người yêu. Tặng người yêu thì bỏ tiền ra và mua đi để cho nó có giá trị. Vừa tặng được cái tình cảm rồi đúng không anh? Bạc 925 nha mọi người. Bạc 925 có giấy kiểm định này. Giấy kiểm định 925. Bạc 925 nghĩa là gì? Là AG 92,5% bằng chất liệu gì vậy Lệ? Sư huynh ơi, AG 92,5% trọng lượng là 2,490g nha mọi người. Đây, bạc. Bạc thật. Sáng lắm, ừ, sáng sáng hẳn con người luôn ạ. Nhìn mình bẩn bẩn như này mà đeo cái dây này vào nhìn nó kiểu bừng sức sống, nó sáng mà sáng kinh khủng luôn đó. Nước tẩy bồn cầu hết rồi hả em? Nước tẩy bồn cầu. Ngày 15 à? 15 có. Nước tẩy bồn cầu ngày 15 nha mọi người ơi. Ngày 15 ạ. Đã nhận và sáng lắm. Cảm ơn chị Hi Ba Bè. Hi baby phải không? Hi baby. Đây. Xinh không? Quá xinh. Cái này bạc thật nha. Chất liệu là AG 92,5%. 92,5% thành phần là bạc nha. Còn lại là các hợp chất khác nha mọi người. Thành phần chính là 92,5% bạc. Đây. Combo này là sẽ combo 2 vòng, một vòng tay và một vòng cổ. Một vòng tay và một vòng cổ, cái lắc như thế này. Hít tiếp à. Từ khi có cái hít này là không bị tịt mũi nữa. Em thấy có một cái hũ ở trong kia kìa. Khả năng anh Linh đập. Chắc là chị không ngủ trong kia.
Cái gì đấy? Anh Linh mới về đây mà. Ừ, thì đấy, hôm vừa rồi anh Linh ở Thái rồi. Có ai ngủ đây đâu. Ui. Mày làm sự quá trời. Hôm nọ kể chuyện ma chị lại nghe sợ mà. Ok chị. Kem nước rửa bạc không? Ồ, có kem nước rửa bạc ấy. Có kem nước rửa bạc nhá mọi người. Đây. Ôi, qua đi. Okay. Bé 10 tuổi đeo được không? Chỉ được. Được ạ. Bé 10 tuổi đeo được nha. Đi cắt nhanh đi. Đâu chị? Còn la mega nữa mà chị. Con còn mất đấy, chưa vội đâu. Đi date thì cái nào hợp à? Đi date thì cái nào cũng hợp luôn á. Tùy từng. Chỉ cần là có người đi date là được rồi. Chứ cái nào cũng hợp hết á. Chỉ cần dây đỏ bao nhiêu em? Cái này là một combo. Một combo cả dây cả vòng 390k sẽ được tặng thêm một cái hộp để cho mọi người bỏ vào cho xinh nữa. Đắt về nhỉ? Không, em nghĩ là 390k cả vòng cổ và cả vòng tay thì nó cũng không đắt lắm đâu mọi người. Mà còn cả hộp nữa ấy. Tính rẻ nhỉ? Chia ra vòng cổ đã chẳng mấy. 450k. Tùy từng nick thôi. Tùy từng nick. Tại vì là tính là chia vòng cổ ấy đã là hơn 300 rồi. Nó có cả hộp nữa. Nó có đắt đâu đúng không? Đúng rồi, là rẻ lắm. Nó có cả hộp nữa mà, hộp đâu nó. Cắt nhanh đi, từ từ đã. Hôm nay nhá mọi người. Hữu duyên người cất nhanh á. Bị duyên đến tay. Đây. Hộp như này nè. Xinh không? Cái này có thể là chồng mua tặng vợ hoặc chồng mua tặng người yêu. Bỏ cái này nhìn rất là sang. Đấy, thì chồng mua tặng mình rồi thì mình phải nấu cơm hộp mang đi cho chồng. Thấy chưa nào, bỏ rồi. Vào nhìn như kiểu cơm hộp luôn. Rất là sang nha. Chồng cũng dùng được và vợ cũng dùng được. Sang đàng hoàng. Sang nha. Đấy. Sang nha, sang nhà anh ăn cơm. Sang là sang nhà anh ăn cơm này. Chồng mua tặng người yêu các kiểu đấy. Chồng mua tặng người yêu xong rồi là vợ về nấu cơm hộp xong rồi bỏ vào hộp cho chồng ăn. Đấy. Xinh như này cơ mà. À, sao chồng mua tặng người yêu? Ừ, sao lại chồng mua tặng người yêu mà lại vợ lại nấu cơm cho chồng. Ừ, chết rồi. Mùa thu đã đổi. Mùa thu đã đến rồi. Thôi mình lâu mình mát mọi người thông cảm nha. Mình nói xong mình cũng không nhớ mình nói cái gì nữa trời. Rồi bây giờ lên cái gì nhỉ? Mọi người muốn mua cái gì? Mọi người comment đi. Chỉ son dưỡng son dưỡng hỗ trợ trì thâm môi không hả? Có son DHC. Mình dùng đâu? Đâu? Mình dùng son DHC luôn á. Hả? À, xong còn một bịch à. Còn cái bịch, còn cái nửa bịch kia trong đấy. Đấy lại cãi nhau. Ngày xưa là chó bẹt chó đực cái chó cài cắn. Em không nhớ, chỉ nhớ con màu trắng. Con màu trắng, chỉ nghĩ là Tuấn Anh là vì con chó cài cắn. Em là chó đực. Ui. Đúng luôn hả? Đúng. Em bị chó đực cắn. Chỉ vì chó đực. Chỉ vì bếp dê. Chỉ vì bác bếp dê cắn. Em bị chó ta. Em bị chó ta. Tức là chó ta à? Chó cắn xong rồi chó chết luôn mà. Ui. Em chó cắn xong rồi chết luôn. Em tiêm mất 3 mũi. Em tiêm mà chị không tiêm. Ui. Em không tiêm. Chỉ đi khâu thôi. Ngày xưa có biết đâu mà đi tiêm. Sa tể thái. Ừ, sa tể thái đâu. Ui. Thế để về lấy. Thôi. Ừ, thôi. Đúng cơm. Cái này ngon đấy. Ngon lắm à? Chị ăn bao giờ? Này. Có cả ruốc nữa. Này. Tôi dùng DHC cả 4 đến 5 năm nay rồi, ok phết, đúng rồi. Đấy, cái DHC cái đấy là nam nữ đều dùng được. Em vừa đẩy cái DHC lên mã số 1 đó. Son DHC ở trong nhà vệ sinh. Thì bán luôn. Mình dùng luôn rồi. Phiên Linh có bán DHC không bạn? Có ạ. Anh Linh mà không hợp nhá. Đây, này, ngày xưa nó đầy luôn, bây giờ nó còn vơi còn từng này nữa mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ lên nhá. Lúc này ai hỏi nhờ, ai hỏi cái hit, cái hit của Thái Lan nhỉ? Ok, em để ở trong cái okay. Trong cái bịch màu trong của chị á. Trong nhà vệ sinh. Đây, hit khu. Cái hit này thì mọi người nên mua hai cái màu này thôi nha. Nên mua hai cái màu này thôi bởi vì mình thấy hai màu này ok này. Ok, bởi vì là chị đang ở đâu vậy? Chị đang ở Hà Nội.